với hơn 30 km tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Long An có lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông thường xuyên đông đúc, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này được lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Xác định đây là cung đường trọng điểm về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa và Bến Lức tăng cường phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm được hơn 1.500 cuộc, giải tán nhiều nhóm thanh niên, thiếu niên tụ tập đêm khuya, có biểu hiện đua xe trái phép, tụ tập đánh bạc, tuần tra, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông hơn 1.000 cuộc, giải tỏa nhiều điểm lấn chiếm, gây mất an toàn giao thông. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa cũng được chú trọng thực hiện. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an trên tuyến đã phối hợp tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm được gần 300 cuộc, thu hút khoảng 9.000 lượt người tham gia.